tập ngành văn nghệ này, anh ở thị trường của văn nghệ người ta của anh thế rồi các thứ. Nhà tôi thì sân của tôi là 2 chục ô tô, nếu xếp hàng xe này và xe bé là 2 chục. Làm rộng sinh rộng hết rồi, rộng mênh mông hơn sân tập thể nhiều, tại vì 4 cái nhà nó bao quanh. Một cái nhà tôi xây 5 gia ngày xưa là ở, nhưng bây giờ là thu nhập rất cao nữa, là nhà thờ tôi vẫn chữa. Đúng rồi, ngày xưa là mình làm nhà là toàn làm nhà, 5 gia theo cái chuyện văn phòng như ngày xưa. Tôi giờ có 2 cái nhà kể chuyện, một nhà hàng kể chuyện 5 gia. Thế mà năm 2003 thì anh ấy xây cái nhà lắp 3 tầng. Thế là mình đã bốn tay rồi. Đấy, cái nhà đấy có mỗi 1 phòng, vợ chồng tôi ở còn có không 4-5 phòng. Ai ở? Có một cái nhà thờ này không có ai ở, rất gọn thôi. Vẫn nhà hàng, không biết cái hàng này có nhà sàn. Mùa hè này ngồi trong nhà sàn, rồi lên nhà sàn nó mát, người khách cứ đến thì là nhà tôi nhà sàn cả một khu đồng khu hồ kia về, nó quá chặt, nó hơn quả hầu anh. Nhà sàn là gỗ, nó là càng mát.